cách thay dầu máy mới trên cái dòng xe tay ga nói chung, rồi là cái dòng xe Vision đời mới này nói riêng, thì nhiều bạn cũng đã biết cách thay thế rồi. Còn nhiều bạn chưa biết cách thay thế dầu máy mới trên cái dòng xe Vision đời mới này thì tham khảo video và quốc